Về quê ăn Tết năm nay thấy vui ghê khi không còn Covid. Về quê ăn Tết dẫu cho có hơi đông nhưng vui ở trong lòng. Bao tháng xa nhà chỉ chờ mong đến Tết với bữa cơm đoàn viên, quên hết bao muộn phiền. Dành dùm ít tiền lì xì cho các cháu, em cất vào thật sâu. Về quê ăn Tết em đi tới bến xe, xong em vào mua vé. Mà sao đông quá, họ xô bắn em ra, vỡ mất chục trứng gà. Cái kiếp xa nhà, ngày về quê ăn Tết, sợ nhất đi tàu xe, mua vé cực khổ ghê. Để em cáu lên, giờ này năm sau sẽ mua luôn một cái xe. Đừng đùa với em. Đầu xuân năm mới cho em xin gửi lời chào thân thương tới các chị, lời chào thùy mị tới các anh, lời chào hiền lành tới các chú và lời chào thanh tú tới toàn thể quý vị ạ. Này này này, bác ơi. Hả? Bác chen chúc không mua được vé xe đúng không? Không mua được. Anh! Ra! Bỏ tay ra, cướp à? Đâu, cướp cướp đâu. Cháu xách đồ của bác lên xe của cháu. Không, nhá. Tôi không đi đâu, để tôi vào tôi mua vé cái. Này, bác có nhớ mấy cái thảm họa mà dẫm đạp lên nhau không? Bác vào trong đấy, bác lại bị đạp như con tép ấy chứ. Nói lịch tha lịch thuyệt. Này này, thế bác năm nay là bao nhiêu tuổi nhỉ? Vừa tròn 53. Úi trời ơi, 49. Chưa qua 53 đã đến. Kéo cái tuổi 53 là cái tuổi đi đám ma đấy. Lịch thuyệt. Thật đấy. Thôi, xe dù thì tránh ra nhá. Tôi là chỉ đi xe chính hãng, đi xe xịn, đi xe giường nằm. Không chơi phép xe dù, tránh ra để tôi vào tôi mua vé. Tránh ra đây. Ôi trời ơi, cái hai cái đứa này. Ui, chú ơi, cho cháu xin lỗi ạ. Đi đứng kiểu gì đấy? Chú ơi, chú thông cảm bọn cháu với. Bạn cháu đang thở gấp ạ. Làm sao mà thở gấp? Hai chúng cháu vừa vào trong mua vé mà đông quá, họ chen không thở được chú ạ. Ui dồi, khổ thân, nó chen sưng hết phổi lên kìa. Thế chú cũng đi mua vé ạ? Thế đang vào mua vé đây. Thôi chú ơi, trong kia cũng có một ông chú cũng chạc chạc cửa chú đấy. Đi vào đấy đông quá người ta chen cho không thở được, ngất ở trong kia rồi kìa. Okay. Nghe đâu á, chú đấy 53 tuổi rồi. Mà khéo toi đấy chú ạ. Ôi dồi, khổ thế. Năm ba. Bác ơi, bác thấy cái con sưng phổi kia mà làm gương nhé. Đấy, nó vừa vào trong đấy mà nó phải này, nó còn thanh niên trẻ khỏe, nó còn chen không được. Bác vào trong đấy đi, rồi là cũng hưởng dương 53 tuổi. Lên trên này. Thế bác về đâu? Về tận Tuyên Quang cơ. Cháu cũng về Tuyên Quang này. Về Tuyên Quang thật đấy à? Cháu về Tuyên Quang mà, nhà cháu Tuyên Quang. Chỗ nào Tuyên Quang? Cháu ở Hàm Yên. Hàm Yên à? Ui, Hàm Yên gần quá nhỉ. Ừ. Nhưng mà đi xe về đấy đắt không? Cháu chỉ lấy tiền xăng thôi. Tiền xăng à? Vâng. Cụ thể là bao tiền? Thì bây giờ cứ đi đến cây xăng đổ hết bao nhiêu thì bác trả cho cháu. Cũng hợp lý đấy nhỉ. Ừ. Thế xe đâu? Xe đây. Xe đây à? Vâng. Ôi, con xe này đời nào đây? Ôi, cháu đi 20 năm rồi chạy vẫn tốt lắm. Tốt lắm à? Vâng. Tôi đi thôi. Bác lên xe đi. Ừ, đồng hương với nhau mà sợ gì đúng không? Này, đưa cái túi này cháu cất cho. Không, cái này có nhiều đồ quan trọng lắm. Ừ, không, để tôi để xe đây được rồi. Đây. À, bác thắt cái dây bảo hiểm vào cái. Đâu đây? Đây. Bác yên tâm nhá. Thắt như nào? Đây này đúng không? Đây, đúng rồi. Rồi. Trước này cháu toàn trói lợn đấy. Đi mãi quen rồi. Rồi. Xe không có vô lăng à? Đây. Vô lăng đây. Để cháu lắp vào. Cháu vô lăng này ở đằng đấy. Thì cháu là dân độ xe mà. Bây giờ là phải lắp cái vô lăng khác vào chạy cho nó bốc. Xe mà như cái Lego ấy nhỉ? Được, bác ơi. Này cháu bảo. Lấy hộ cháu cái chân phanh ở dưới gầm ghế cái. Cái gì đấy? Cái chân phanh ở dưới gầm ghế. Sao chân phanh ở dưới gầm ghế? Bây giờ để xe ở đây nhá. Cái này à? Vâng. Đấy. Có an toàn không đấy? Có, cháu độ hình chân gấu ấy. Này.
chưa bao giờ đi cái xe nào mà như thế này. Rồi, ok, bác cứ bám chắc lấy. Rồi. Cháu lái hơi bị lụa luôn. Rồi. Này bác ơi, bác có thích nghe nhạc không? Cháu vừa độ con loa hay lắm. Thôi. Thế mở tí nhạc nghe cho nó đỡ hồi hộp đi. Chưa bao giờ đi xe hồi hộp như này đâu. Thế nhưng mà bác thích nghe thể loại nhạc gì nhỉ? Tôi thì cứ bolero nhẹ nhàng thôi. Bolero chứ gì? Có ngay bolero chiều khách hàng. Bolero. Tin vẫn mong đợi ngày ta kết duyên. Loa nghe ấm ấy nhỉ. Một chiều nghe tin anh từ trần trên chuyến xe. Cái gì đây? Đang đi xe mà lại mở cái bài này từ trần trên chuyến xe đấy sao? Là cái chuyến xe về Hậu Giang thì người ta mới từ trần, chứ còn bác cháu mình đi về Tuyên Quang từ làm sao được trần á? Thôi, đừng có bật bài đấy nữa nhá. Rồi, cháu không bật bài đấy nữa. Chứ đi Hậu Giang xong rồi về lo hậu sự là chết luôn đấy. Rồi, bây giờ nhá. Cháu bật cho bác một cái bài nó trẻ trung hơn. Xe tăng đưa anh đi trong chiều vắng. Gọi tên em không gian đông u trần. Sao bác? Mày hết bài từ trần trên chuyến xe. Bây giờ mày mở bài thì cái gì? Xe tăng đưa anh đi trong chiều vắng rồi sao? Giờ lít nhạc được thế. Mà thôi được rồi. Bác khó tính thế. Cháu bật bài khác. Bật cái nhạc remix cho bác nghe nhá. Ừ, cứ bật remix đi. Nè bác. Thực. Cho đang lái xe, bác cài dây an toàn vào. Xuống, dừng lại đi. Sao dừng? Dừng lại đi. Cho xuống, tao thở cái này. Sao đây bác? Mày mở toàn cái bài liên quan đến đám hiếu là sao? Bây giờ cái nhạc nó như thế, cháu biết làm nào? Tôi không cần mở nhạc nữa đâu, nhá. Không cần mở nhạc nữa đâu. Thế bây giờ cháu bật FM cho bác nghe nhé. Mở FM nghe cho dễ nghe. Bác yên tâm. Xin kính chào tất cả quý khán giả. Sau đây là chương trình kể chuyện vui của đài FM 4953 MHz. Đấy, chuyện vui là được. Chuyện vui. Dựa trên một câu chuyện có thật với tựa đề Chuyến xe yêu thương. Đúng rồi. Chuyến xe yêu thương mà nó mở cái nhạc thì nghe nghe sợ thế mày ơi. Chắc là cái format của chương trình nó thế bác ạ. Hôm đó vào một buổi sáng đẹp trời trên chuyến xe định mệnh xuôi về Tuyên Quang. Trên xe có hai người đàn ông, một người đàn ông tuổi vừa chớm 53 và một tài xế taxi tuổi vừa tròn 35. Ôi, cháu cũng 35 tuổi bác ạ. Tao 53. Trùng hợp nhỉ. Hai người đang vui vẻ nghe đài FM trên chiếc xe của mình. Có vui lắm đâu nhỉ. Thì tài xế taxi bỗng rẽ phải vào lề đường. Cháu rẽ phải đấy nhá. Tài xế taxi mở cửa xuống xe với lý do đi vệ sinh. Ơi, cháu mở cửa xuống xe đi vệ sinh ấy. Mót quá. Rồi vị khách 53 tuổi cũng lọ mọ mở xe đi xuống. Anh đi từ từ, nhẹ nhàng vào chỗ anh taxi. Rồi lúc đấy, anh taxi lộ nguyên hình là một tên biến thái. Anh taxi định chiếm đoạt vị khách 53 tuổi. Hiếp dâm, chiếm đoạt, hiếp dâm. Cơ ơi, hiếp dâm. Cháu làm gì bác đâu? Định chiếm đoạt, định đổi bại đúng không? Bác bị làm sao đấy? À? Nhà bác có gương không? Nhìn bác có khác gì con khỉ già không mà bảo cháu chiếm đoạt bác? Thằng kể chuyện ma nó vừa bảo là chiếm đoạt gì đấy? Thế thì thằng kể chuyện ma bác đi mà hỏi nó chứ lì. Cháu chỉ định ra đây mời bác lên xe rồi chúng ta đi tiếp thôi. À thế à? Câu chuyện là nó hết chưa nhỉ? Câu chuyện đến đây là kết thúc. À, xin quý thính giả đón nghe phần 2. Phần 2 bao giờ có nhỉ? Bác đi mà hỏi nó.
49 ngày sau. Tắt hộ ngay. Sao đấy bác buồn cười, bác này. Tận hồn là thần tính ấy. Cái đài FM này mày độ ở đâu đấy? Cháu độ đâu? Bây giờ cháu bật dò được tần số nào thì cháu nghe tần số đấy chứ. Thôi, không bật biết gì nữa nhá. Mình nói chuyện thôi cho vui. Thế là cậu là quên nãy giờ chưa hỏi là tên gì nhỉ? Tên cháu là tên là Bè. Không ạ. Tên cháu là Bè. Tên tuất gì? Sao lại tuất? Thì le lưỡi tưởng chó tên đặt tên tuất. Ngày xưa cứ đặt tên xấu xấu cho dễ nuôi đúng không? Bác buồn cười. Tên cháu là Bé. Trong người này đặt tên Bé. Thì ra tên Bé thì nó không xấu đâu, nhưng mà vào cậu thì nó cũng hợp lắm thôi. Bác, cháu. Bác ơi. Hả? Thế bác tên gì ạ? Tên tớ là Nguyễn Văn Đôn. Tên Đôn hay mà. 11 tuổi đã thích ngắm. Ngắm gì? Thế. Ngắm hoàng hôn vào buổi chiều. Thế. Đấy. 12 tuổi thì tớ bắt đầu thích thả diều. Rồi. 13 tuổi thì thích ngắm thả diều vào hoàng hôn. Hay quá. Đấy. 14 tuổi thì thích nhiều thứ hơn. 15 tuổi lại thích ngắm hoàng hôn vào buổi chiều. 16 tuổi thì vẫn thích thả diều và 17 tuổi thì vẫn thích thả diều vào hoàng hôn. 18 tuổi thì... Thôi! 18 tuổi bác lại thích ngắm hoàng hôn với cả thả diều đúng không? Không, 18 tuổi nó dậy thì xong rồi bắt đầu thích thứ khác. Thích cái gì bác? Không, 18 tuổi lại bắt đầu là thích được hôn. 19 tuổi lại cứ thích được hôn vào buổi chiều. Đấy. 20 tuổi thì không thích thả diều, nhưng mà 21 tuổi lại cứ thích là buổi chiều là được hôn. Thôi, đấy, đâu, bác. Thôi. Tôi còn từ đấy đến 53 tuổi là... Thôi bác mà kể từ đấy đến 53 tuổi bác toàn hôn với cả ngắm hoàng hôn vào buổi chiều chán bỏ sư. Không. Sau đấy là tôi không thích hôn. Bác thế bác thích làm gì? Không thích người ta hôn vào buổi chiều. Nó có khác gì nhau đâu. Ừ đấy sở thích của tớ đây, tớ bác, tên Đôn. Bác tên Đôn. Ừ đấy cứ thích ngắm hoàng hôn với được hôn vào buổi chiều. Bác Đôn ơi. Ừ. Ngoài những cái sở thích đấy thì bác còn thích những cái sở thích nào khác nữa? Yêu văn nghệ đấy, nói yêu văn nghệ. Văn nghệ hay đấy. Ừ, ngày xưa thì ở quê thi văn nghệ suốt đấy. Cứ thi là nhất giải mà cái hôm mà tôi viêm họng là tớ cũng được giải 3 đấy. Giải 3? Ừ, hội thi xóm là được giải 3. Ui dồi, thế thì chắc đông người thì thi lắm bác nhỉ? Không, cũng đông, hôm đấy cũng đông. À, người xem rất đông. Vâng. Mà người thi chỉ có 4 người thôi. 4 người mà bác được giải 3, thế là oách rồi đấy. Ừ, thì tớ đi thi là bắt buộc phải có giải tớ mới thi. Nhưng mà hình như là đồng giải 3 đúng không bác? Thì cũng có 2 giải 3 mà. Bác thử hát vài bài cho cháu nghe xem nào. Cậu thích nhạc loại nào? Bốp này, salad. Sao lại salad? Nó là ballad. Ừ, ballad salad gì đấy. Rồi. Ăn nhầm bi. Sao lại ăn nhầm bi? Nó là AMB. Đấy, tóm lại cái tiếng Tây thì tớ không sõi lắm, nhưng mà hát thì tớ hát được. Vâng. Ừ. Cậu thích nghe thể loại gì? Thể loại nào cũng được, nhưng mà cháu lại thích bốp và ballad ấy. Thể theo yêu cầu của cậu, tớ hát một bài bolero. Hay quá. Nhá, được không? Dạ. Ừ. Bài được mang tên là Đắp mộ nhiệt tình. Sao lại đắp mộ nhiệt tình? Bác buồn cười cả, cháu cũng hơi bị yêu cá hát luôn nhá. À. Chả có bài nào là bài đắp mộ nhiệt tình cả, chỉ có bài đắp mộ cuộc tình thôi. Xây giấc mộng ban đầu. Hay quá. Yêu người thuở mới đôi mươi, em đang đổ căng tròn. Ê, bác. Bác hát linh tinh cái gì đấy? Linh tinh gì đâu? Bài đấy cháu cũng biết nhá. Là em đang độ căng tròn cơ mà. Sao bác lại hát là căng tròn? Không hiểu một cái gì cả. Tớ chưa thân với nhạc sĩ. Ngày xưa nhạc sĩ viết bản gốc là độ căng tròn. Sau đây đưa ca sĩ mới hát, đổi thành độ căng tròn đấy. Thế à? Thôi bác hát tiếp đi. Mùa đông mà vãi mồ hôi. Xây giấc mộng ban đầu. Yêu người thuở mới đôi mươi, em đang đổ căng tròn. Hay quá. Ngày em thấy áo mấy anh đứng ngoài nhìn vào. Này bác thôi đi, bác đừng hát kiểu xuyên tạc kiểu đấy. Xuyên tạc gì? Sao lại ngày em thấy áo mấy anh đứng trộm nhòm vào? Không hiểu một gì. Cái này là tôi viết trên tâm lý của cánh đàn ông. Tâm lý như thế nào? Không hiểu một cái gì. Thế tôi ví dụ nhá. Vâng. Thế bây giờ có một cái cô 20 tuổi. Vâng. Cô ấy đang độ trăng tròn. Vâng. Đấy.
cô ấy đứng ở kia cô thay áo thì cậu làm gì? Cậu nhìn. Thấy chưa? Chứ gì nữa? Bác... đây là tâm lý chung. Rồi bác ơi. Hả? Bác còn biết bài nào nữa ông hát đi chứ không từ giờ đến lúc về buồn lắm. Ôi, đó. Yên tâm, cậu đi với tôi là không bao giờ lo buồn. Dạ. Tôi hát một lúc 60 mấy bài cơ mà. Thoải mái. Từ đây về tôi qua chứ lên tận Hà Giang tôi hát được. Vâng. Để tôi hát phục vụ cậu mấy bài nữa nhá. Cậu nghe điện thoại. Nghe đi. Alo. Rồi. Thế nhá. Nghe điện thoại lấy cứ rồi mới ừ. Vợ gọi đúng không? Dạ vâng ạ. Nhìn mặt biết ngay, mặt buồn buồn chỉ vợ gọi trái gọi. Bác ơi. Hả? Có khi là phải rẽ vào đổ xăng rồi đấy bác. Ừ, đổ đi. Thoải mái. Vâng, cháu rẽ vào đổ xăng cái. Ê. Ơ chứ sao đang đi đường quốc lộ không đổ ngoài đường quốc lộ lại chui vào cái đường đất này hỏng rồi. Dạ. Trong này toàn thấy cây chứ làm gì có xăng nhỉ? Có người đâu mà lại có cây xăng trong này nhỉ? Bác ơi. Hả? Cháu là cướp. Hả? Cháu là cướp. Bé ơi. Bé ơi không đùa nha bé. Cháu là cướp. Không, tên bé là bé mà không phải tên là cướp đâu. Không, nhưng mà bây giờ bé là cướp. À, bé ơi, sao nói to thế? Tự nhiên nói to thế. Bước xuống xe. Bước. Đừng nói nhiều. Bé ơi. Nhanh lên. Bình tĩnh, bé bình tĩnh. Bé ơi, bé định làm gì bác? Có bao nhiêu tiền của đồ đạc quý hiếm mang hết ra đây. Bình tĩnh, không có tiền đâu. Bé ơi, bé bình tĩnh. Này, vừa nãy rõ ràng là ông nói với tôi là trong cái ba lô của ông rất nhiều đồ quý giá nhá. Lấy cái ba lô ra đây. Bé bình tĩnh, lấy. Nhanh lên, lấy quân lắm rồi. Được rồi, lấy ba lô đây. Nhanh lên. Trong này có nhiều đây, toàn đồ quý giá, toàn đồ không thể tách rời được. Nhanh. Đây, có chè Thái Nguyên. Sao lại có chè? Thì đi thèm chè mang đi uống. Lấy cái khác nhanh lên. Có lấy cái búa này không? Sao ông đi xe mà ông mang cái đấy làm cái gì? Không, nãy kia nhặt thấy nó còn mới, nhặt về cho cháu quê chơi. Lấy cho tôi cái khác nhanh lên. Cái này không lấy à? Không, lấy đồ gì có giá trị nhanh lên. Rồi. Bàn chải với lược này lấy không? Này tôi hết kiên nhẫn rồi nha, lấy đồ ra. Chấm chéo. Đặt trên TikTok ấy. Ôi. Kè chấm thịt gà được. Tôi xin ông đừng đùa tôi nữa. Không, đây kia có cái này. Còn, nhưng còn, mà tôi cần tiền. Còn, bình tĩnh được rồi. Tiền thì nó ở đây chứ. Trong này làm gì có để tiền. Đưa đây. Bình tĩnh. Sao có mỗi 3 triệu thế này hả? Đi làm cả năm sao được có mỗi 3 triệu thế này hả? Cậu đi làm cả năm sao lại phải cướp 3 triệu thế này? Không, đi đi, nhanh lên, không tôi xiên chết đấy. Được rồi, đi. Đi đi. Để lấy cái này đã, có lấy không? Nhanh lên. Được rồi, đi. 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 Đi luôn. Đi luôn. Cái chân phanh đâu rồi? Đây, chân phanh đây. Đưa tiền đây. Này. Đưa tiền đây, không ném một phát cái chân phanh xuống phục vực. Ném. Bác ơi. Tiền của bác đây, nhưng mà bác đừng vứt chân phanh xuống dưới vực. Kiểu gì dân nó hô nó bắt được luôn nhá, không chạy được đâu. Bác ơi, à. Cháu rất cần cái chân phanh đấy và cháu cũng rất cần tiền của bác ạ. À. Cần tiền làm gì hả? Đưa tiền đây. Không cần ném một phát chân phanh xuống dưới kia luôn. Để ra xuống. Đây. Được rồi. Ném cái dao đây. Đây. Được rồi, mày chết với tao. Bước ra đây. Dạ. Bước ra đây. Được rồi. Để tao gọi một phát công an. Thôi bác ơi, cháu xin bác. Tao gọi công an bắt luôn. Cướp là tao bắt luôn. Bác ơi, từ. Bác nghe cháu giải thích đã. Giải thích gì? Nói đi. Chắc là cháu có mẹ già ở nhà. Bao nhiêu năm nay cả gia đình cháu dồn hết vốn liếng tiền của để chữa bệnh cho mẹ cháu. Còn đúng hôm nay nữa tôi qua một cuộc phẫu thuật là mẹ cháu được khỏi bệnh, được về nhà đoàn tụ với gia đình. Nhưng mà cháu kẹt quá, không biết xoay ở đâu nữa. Thấy bác khoe có đồ quý giá,
cháu túng quá, cháu làm liều bác ạ. Bác ơi, cháu xin bác, ít nhất thì bác cũng giải cho cháu cái chân phanh, rồi cháu đi về. Xong rồi bác bắt cháu đi đâu cũng được, cháu về cháu đưa tiền cho mẹ cháu cái đã. Nghe cũng xúc động đấy. Nhưng mà tao không tin đâu. Nhá, mấy cái thằng cướp nhá, mấy cái thằng cướp là rất hay văn vở nhá. Nhưng mà vừa nãy vợ cháu gọi điện là vì chuyện đấy đấy ạ. Đây, vợ cháu lại gọi điện đây ạ. Bác mày, nghe đi. Tao nghe làm gì, mày mở loa lên. Đây. Alo. Alo. Chồng à? Chồng đây. Chồng về đến đâu rồi? Chồng về nhà anh con đưa mẹ đi viện nhá. Chồng về gần đến nhà rồi. Đấy, bác ơi, cháu có nói dối bác đâu. Cháu nói thật mà. Cũng chỉ vì hoàn cảnh túng quẫn quá cháu mới làm liều. Đến cả cái xe này cháu cũng cắm rồi. Để lấy một chút tiền mang về chữa bệnh cho mẹ cháu. Cháu chỉ cần mẹ cháu khỏi bệnh, Tết này cháu được ăn Tết cùng với mẹ cháu. Đây đây, có 3 triệu. Cảm ơn. Tao đầy tiền đấy. Cầm lại, cho thêm 5 triệu. Cầm về lo cho mẹ nhá. Mà số tiền này của bác nó nhiều quá bác ạ. Bác còn phải mang về quê nữa chứ. Không sao, yên tâm. Con trai bác còn là giám đốc mà, nhiều tiền lắm. Nó cho Tết nhất nó cứ gửi cả đống tiền này tiêu hết đâu. Con trai bác làm giám đốc à? Ừ. Thế thì chắc là bác phải tự hào về anh ấy lắm nhỉ. Con trai bác từ khi nó thành đạt, mình nhìn nó vui lắm. Nhưng mà nó có vợ có con. Nó mấy năm nay rồi, nó không về quê ăn Tết. Nó cứ đưa vợ với con đi ăn Tết nước ngoài. Năm nay nước này, năm sau nước khác. Đôi khi mình tủi thân lắm. Nhưng mà cũng chẳng biết sao, các con nó thành công là mình vui mà. Năm nay bác lại ăn Tết một mình cháu ạ. Bác ơi, hay đằng nào cũng thế. Năm nay bác phải ăn Tết một mình. Cháu sẽ đón bác về nhà cháu ăn Tết cùng gia đình cháu có được không ạ? Ừ, được luôn nhá. Bây giờ đưa bác về, xong về nhanh với mẹ nhá. Dạ vâng ạ. Ừ, về đi. Về. Ừ. Bác lấy đồ đi ạ. Ừ, đây đồ đây. Về thôi. Dạ. Năm nay có người ăn Tết chung là vui rồi. Dạ vâng ạ. Dạ. Yeah. Thôi bia. Tết nhất rồi. Dạ. Dạ, yeah, vui lên. Vâng ạ. Ừ, thoải mái đi. Về quê ăn Tết. Dạ. Dạ. Yeah. Cái gì đấy bác? Ôi giời. Con nó gọi. Dạ. Alo, chưa bay à con? Bố ơi. Bé bớt đi bảo là Tết năm nay muốn về quê để ăn Tết với bố đấy ạ. Ô thế à? Ừ. Thế cho cháu nó về luôn đi. Nhá, thật không? Thật chứ bố, cho nên là gia đình con sẽ không đi sang nước ngoài nữa. Tết năm nay sẽ đón Tết cùng với bố nhá. Ừ, ôi trời ơi, thế thì tốt quá nhá, thế đưa cháu nó về đi. Ừ, ông về ông chuẩn bị trước nhá, ông đón gia đình nhá. Vâng ạ. Ừ, thế về đi, thế là năm nay được ăn Tết với các cháu, các con rồi. Chúc mừng bác nhá. Bác ơi, thắt dây an toàn vào đi, xong rồi cháu đưa bác về quê. Ừ, về quê nhá. Ừ, về quê ăn Tết.